Việt Nam là một trong những nơi có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, và trong số đó có nhiều loài vọc quý hiếm. Vọc là một loài động vật có vú có họ hàng gần với khỉ, được chia thành nhiều loài khác nhau tại Việt Nam. Dưới đây là một số loài vọc tiêu biểu ở Việt Nam. 1. Vọc bạc, Trachypilurcus germani. 2. Vọc đầu bò, Trachypilurcus fairy. 3. Vọc đầu đen, Trachypilurcus francoisi. Khuôn mặt độc đáo của trà vá chân đen có màu ngả xanh, với phần ria trắng mỏng ngắn viền quanh nửa dưới mặt. Phần khuôn mặt quanh hốc mắt và gò má có màu nâu hạt rẻ sáng. Vùng xung quanh cổ họng màu trắng. Sau đầu và lưng có màu đen hoặc xám đen, bụng màu xám nhạt. Vọc trà vá chân đen là loài đặc hữu phân bố hẹp được xem là báu vật của thiên nhiên. Chúng sống bầy đàn do một con đực trưởng thành làm đầu đàn, thông thường trong tự nhiên, một đàn nhỏ từ 5 đến 7 con. Đàn trà vá chân đen đông hơn khoảng trên dưới chục con. Ngoài ra cũng có trường hợp một đàn gồm nhiều cá thể mới trưởng thành, hoặc một cá thể trà vá chân đen được sống đơn độc. Nhìn chung, vọc là loài sống bầy đàn, con non phụ thuộc nhiều vào mẹ. Vọc con là loài nhạy cảm nhất trong số các loài linh trưởng được cứu hộ ở miền Nam. Cơ thể chúng không tiêu hóa được nguồn sữa ngọt thông dụng, sẽ khiến chúng bị bệnh đường ruột. Vì vậy, vọc non cần nguồn sữa thay thế phù hợp càng sớm càng tốt để nâng cao khả năng sống sót trong quá trình cứu hộ. Đó là chưa kể đến các nhu cầu về y tế, môi trường sống và tập tính xã hội đặc thù. Cơ hội sống sót tốt nhất của vọc trà vá chân đen, đặc biệt với con non, là nhanh chóng được chuyển đến các trung tâm cứu hộ chuyên nghiệp để được chăm sóc đúng cách. Khác với các loài khỉ, vượn ăn tạp, thức ăn của khỉ và vượn phong phú hơn, từ hoa quả, lá non, đến các loài côn trùng. Thậm chí cả trứng chim và chim non khi có cơ hội, vọc trà vá chân đen là loài linh trưởng chỉ ăn thực vật. Chúng đặc biệt thích ăn lá non, các chồi búp nón của cây. Đàn trà vá chân đen bắt đầu kiếm ăn vào sáng sớm tinh mơ và kết thúc vào buổi chiều, trước khi trời ngả tối. Giống vượn, chúng dành thời gian nghỉ ngơi trong bóng râm của các tán lá rậm vào khoảng thời gian giữa trưa và những thời điểm nắng nóng trong ngày, và cũng hầu như không di chuyển xuống mặt đất để tìm thức ăn. Vì là loài thuần chay, chỉ ăn thực vật, khẩu phần ăn của trà vá chân đen không có nguồn đạm động vật, chúng phải bổ sung lượng thức ăn lớn hàng ngày để nạp đủ năng lượng và dinh dưỡng cần thiết. Vọc trà vá chân đen có tên trong cả sách đỏ thế giới và sách đỏ Việt Nam, mức độ cực kỳ nguy cấp. Chúng cũng có tên trong phụ lục y công ước sai, nghiêm cấm khai thác, xuất nhập khẩu, quá cảnh các mẫu vật của loài này vì mục đích thương mại. Ở Việt Nam, vọc trà vá chân đen xuất hiện ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai. Ngoài ra cũng ghi nhận sự xuất hiện ở Đông Bắc Campuchia, tuy nhiên các quần thể tại Việt Nam ước tính chỉ còn tổng số chưa đến 5,000 cá thể.